Nếu như việc của Biển là làm sóng dỗ, thì việc của anh là nghĩ về em. Vì tôi là cấp trên nên rung hả? Tại cô đẹp đó. Cô siêu hơn. Tôi yêu em. Đón xem Bạn Trai lúc 22 giờ từ ngày 8 tháng 11 trên kênh HTV2 V Channel.